Hi, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đã trở lại với Lê Toàn Channel. Thì ngày hôm nay mình xuống dưới bến thì có một con xe cút cũng mới vừa được về luôn các bạn. Con Hitachi AX 100.5E nha các bạn. Đây, đang là cập bến nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ không bình luận nhiều, xin mời các bạn cùng theo dõi cái con xe cút này nó lên bờ như thế nào nha các bạn. Ok, hiện tại thì con xe cút được lên bờ an toàn nha các bạn. Ở đến đây thì mình cũng xin phép được tạm dừng video nha. Nếu các bạn xem thấy hay thì hãy cho mình một like, đừng quên bấm đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.
Rồi chúc các bạn một ngày làm việc thật nhiều niềm vui sức khỏe. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video sau nha.